chào cô chú anh chị đã trở lại với Hoa Lan Giống. Thì hôm nay em sẽ mời anh chị mình vô trong một cái lô kiếm của Hoa Lan Giống nha anh chị nha. Hồi trước giờ em quay rất là nhiều video rồi nhưng mà chưa có video nào mà em quay kiếm của Hoa Lan Giống cho anh chị mình xem hết. Đây, đây là dòng kiếm kiếm rừng Việt Nam hoa sổ nha anh chị nha. Và em thấy trên live á, có nhiều anh chị mình gọi em nó là kiếm lô hội nữa. Đó, anh chị mình nhìn nè, chậu rất là bự nha anh chị. Đây là chậu V20 á. Đây, mà bản lá của nó là bản lá rất là dài nha anh chị, và bản lá to này xanh mướt luôn nha anh chị nha, và lá láng. Giờ mình lại kiếm lá láng nha anh chị. Và anh chị mình nhìn bộ rễ đây, mình chỉ cần nhìn vô bộ rễ thôi là mình biết cái cây nó phát triển như thế nào rồi đó anh chị. Tại vì bộ rễ của lan anh chị rất là quan trọng trong cái cây, và bất kỳ cây nào cũng vậy, bộ rễ của nó rất là quan trọng. Tại vì khi mà bộ rễ của nó phát triển tốt á, thì cây nó mới phát triển tốt nha anh chị. Có nhiều anh chị mình chăm lan á, thì còn phải mua thêm những cái dòng kích rễ để cho cây nó phát triển tốt anh chị. Nhưng mà em này thì khỏi nha anh chị, mình nhìn nè, đó rễ nó đi ra khỏi chậu luôn. Và hoa đây anh chị, đó hoa là vò hoa rất là dài nha anh chị nha. Đây anh chị mình nhìn kỹ cái khu hoa nè, cũng rất là đẹp luôn đó. Và một chậu như thế này em chỉ mời anh chị mình với mức giá là 220.000 thôi nha anh chị, rất là to luôn. Mà anh chị mình nhìn nè, những cái chậu này về nhà mình cho vô trong cái chậu mà chậu sứ màu trắng anh chị, nhìn rất là sang luôn đó. Chưa có hoa mình chơi lá cũng được nữa anh chị. Và dòng này nó có hương thơm nha anh chị, dòng này hoa của nó có hương thơm. Và hàng này thì anh chị mình cũng có thể lựa chọn được hàng nụ hoặc là hàng đang hoa như thế này luôn nha anh chị nha. Dạ đây anh chị, có một cái cây ở trong đây nè, nhưng mà rễ nó ăn sâu quá nên em không có lấy lên được. Đây anh chị mình thấy nè, lá của nó lá láng và lá to mà nó mọc hướng đi lên đó anh chị, nhìn rất là sang luôn. Và em thấy nhiều anh chị mình kiểu chuộng phong thủy á, thì cũng hay chăm những cái dòng kiếm này nè. Dạ rồi, có một cái đặc biệt ở trong cái dòng kiếm này á anh chị, là nó sẽ cho hoa vào đầu mùa mưa và dịp gần Tết nha anh chị nha. Và khi mà khí hậu mình thay đổi đột ngột á anh chị, thì cái chậu này nó sẽ cho hoa rất là nhiều luôn. Và anh chị mình thấy nè, đây mới có một vài cơn mưa thôi mà hiện tại ở vườn em kiếm nó đang phát triển rất là đẹp luôn á anh chị. Và những cái dòng này thân của nó phát triển rất là nhanh, nên về nhà anh chị mình cũng có thể sang chậu và thay luôn giá thể nha anh chị. Những cái dòng kiếm này thì mình trồng giá thể vỏ thông thì cũng tốt cho cây nữa đó anh chị. Dạ rồi, em đi thì em bắt gặp được một cái chậu đang có trái nè anh chị. Đây đó, mình có thể tận dụng những cái trái này nè anh chị, để về nhà mình gieo hạt như hồi trước của vườn em á. Đây anh chị mình thấy nè, vò hoa của nó rất là dài nha anh chị, nó có thể là một sải tay của em luôn á. Đây hoa của nó nè, anh chị mình nhìn cánh của nó là cánh sáp á anh chị, mình nhìn kỹ sẽ thấy là cánh sáp, cánh nó dày á anh chị. Và những cái dòng này cánh nó dày á, thì hoa của nó rất là bền nha anh chị, hoa của nó có thể là 1 đến 2 tháng luôn. Đó, và những cái chậu này là hàng của vườn em cái mô cho ra cây không á anh chị, nên là mặt hoa của nó sẽ là mặt hoa sổ, và nó sẽ sổ ra rất là nhiều mặt hoa đẹp nha anh chị. Và em thấy hình như chủ đạo của nó sẽ là màu hơi vàng một xíu, và nhiều kiểu nha anh chị nha, nhiều khuôn hoa khác nhau, nhưng mà màu thì vẫn là những cái màu này, có khi màu hơi xanh xanh nữa. Đó, chậu nào cũng đẹp hết á anh chị, chậu nào cũng lùm tròn và đều chậu luôn. Mà giá mời anh chị mình chỉ có 220 thôi nha anh chị. Anh chị mình có yêu thích kiếm rừng Việt Nam sổ thì anh chị mình liên hệ với vườn bên em, hoặc là có thể bình luận bên dưới để bên em liên hệ với anh chị mình nha. Cảm ơn anh chị rất là nhiều ạ.